Thưa quý vị, là trong tuần cuối tháng 10, giá đường kỳ hạn trên hai sàn là London và New York đều tăng trở lại. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 12 năm 2021 tăng 1,94%. Giá đường thô giao kỳ hạn tháng 3 năm 2022 tăng 1,05%. Giá đường trắng 45 Inkutsa của Thái Lan tăng cao nhất là 3,1%. Ở trong nước, giá đường mía cũng đang lên cao nhất trong 4 năm qua với mức là 19.000 đến 19.300 đồng một kg. Tại các cảng miền Bắc và miền Nam, dự báo là giá đường trong nước sẽ tiếp tục tăng và giữ ở mức cao trong thời gian tới. Theo một số chuyên gia thị trường và doanh nghiệp chứng khoán, thì việc áp thuế gần 48% cho các sản phẩm có xuất xứ từ Thái Lan mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, sản lượng mía dự kiến tăng 2% trong niên vụ năm 2021-2022 nhờ năng suất tăng và sản lượng mía đưa vào các nhà máy chế biến đạt 8,6 triệu tấn, tăng hơn 28% so với niên vụ trước. Vâng, giá đường tại các nước tại nước ta tăng trong suốt hơn một năm qua. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam thì là do xu hướng giá tăng của giá đường thế giới, bởi do đại dịch COVID-19 đã khiến cho nguồn cung bị đứt gãy và giá vận chuyển tăng cao. Và nước xuất khẩu đường lớn nhất ở trên thế giới là Brazil đã bị giảm sản lượng. Bên cạnh đó thì từ tháng 6 năm 2021 thì Bộ Công Thương đã quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp chính thức đối với sản phẩm có xuất xứ từ Thái Lan lên tới là gần 48%. Tất cả đã khiến cho ngành mía đường ở trong nước khởi sắc. Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định giá đường tăng thời gian qua đã tác động tích cực đến giá thu mua mía nguyên liệu với mức tăng là từ 12 cho tới 15% so với niên vụ năm trước. Tuy vậy, liệu thời cơ phục hồi cho ngành mía đường Việt Nam đã đến sau nhiều năm khó khăn và thua lỗ? Để tìm hiểu cho vấn đề này thì chúng tôi đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Lộc, quyền Tổng Thư ký Hiệp hội Mía đường Việt Nam ngay bây giờ. Xin mời bộ phận kỹ thuật trường quay ạ. Xin chào ông ạ. Vâng, thưa ông, là sau nhiều tháng liên tục tăng giá thì ông đánh giá như thế nào về thị trường mía đường và thị trường mía đường sẽ chuyển biến như thế nào trong thời gian tới ạ? Thực ra tháng 9, tháng 10 cái nhu cầu tiêu thụ đường không có cao. Cả nước mình bị ảnh hưởng vì dịch Covid. Cho nên là nhân đó thì là những người còn có đường trong tay thì họ đẩy giá lên. Nhưng mà qua cái cuối tháng 9, trong cuối tháng 10 và đầu tháng 11 thì hiện nay cái giá nó lại quay đầu quay xuống rồi. Và so với các nước trong khu vực thì cái giá đường dự kiến sắp đến, giá đường mình vẫn thấp hơn. Thì trước đây chúng tôi cũng có dự kiến rồi, nếu không có ra được một quyết định chống bán phá giá, chống trợ cấp thì ngành đường Việt Nam không thể tồn tại được. Thực ra các nước khác họ phản ứng nhanh hơn mình, họ dùng các biện pháp khác, nó cũng ra một cái hiệu quả tương tự, tức là nó ngăn cái dòng đường giá rẻ vào. Tại vì không có một cái ngành công nghiệp chế biến nào có thể sống sót được với cái giá bán sản phẩm mà còn thấp hơn cái giá nguyên liệu mua vào. Tức là giá đường Thái Lan về đến mình còn thấp hơn giá mua mía mà, thì đâu có ai sống nổi. Vâng, thưa ông, là sau nhiều năm làm ăn thua lỗ thì giá thu mua mía đã xuống thấp kỷ lục và trong thời gian qua thì giá đường đã liên tục tăng cao, và liệu đây có phải là cơ hội để ngành mía đường nước ta hồi phục một cách bền vững trong thời gian tới hay không ạ, thưa ông? Thực ra cho đến nay thì về phía các nhà máy đã nâng giá mía lên 3 lần. Tức là năm ngoái là ngay khi mà bắt đầu có cái quyết định khởi xướng điều tra thôi, đã nâng giá mía một lần. Rồi sau khi vào vụ rồi, có cái quyết định là áp thuế tạm thời, nâng lên lần thứ hai. Và cái nâng lên thứ hai thì sau đó là kết thúc vụ. Và năm nay so với lại cái lần nâng lên năm ngoái thì hôm nay lại chuẩn bị đầu vụ năm nay còn tiếp tục nâng lên nữa. Và với cái giá mía như vừa rồi chúng tôi nhận được, các nhà máy đang chuẩn bị cho vụ sắp đến, thì giá mía hiện nay nói chung là đã đạt cái mức giá mía cao nhất trong nhiều năm gần đây mà ngành đường Việt Nam có thể áp cho nông dân. Vâng, diện tích trồng mía của nước ta đã giảm mạnh sau nhiều năm giá mía đường giảm mạnh do đường của nước ta khó cạnh tranh với đường lậu ở Thái Lan. Để bà con nông dân có thể duy trì nghề trồng mía ổn định, mở rộng lại diện tích thì theo ông, đâu là giải pháp quan trọng nhất? Thì cái việc phát triển trở lại phải nói là hết sức là thách thức, không phải là dễ. Và hiện nay thì tình hình các loại vật tư cho nông nghiệp tăng cao, nhất là phân bón, thuốc trừ sâu tăng cao, thậm chí tăng rất cao nữa. Nó cũng là một thách thức. Giá xăng cũng tăng, rồi các cái chi phí khác đều tăng. Cho nên là cái việc mà canh tác cây mía thực ra
giá mía đã tăng nhưng mà cũng chưa phải là rất hấp dẫn, cho nên cái việc mà phục hồi vùng nguyên liệu cũng vẫn là khó khăn. Nhưng khó khăn lớn nhất hiện nay á, mà bà con nông dân và nhà máy á, đang gặp phải, thực ra không có vốn để trồng mới, cho nên á, là cái biện pháp phòng vệ thương mại chống bán phá giá, chống trợ cấp thì là một cái biện pháp giúp cho ngành đường Việt Nam đứng lại, không chết ngay lập tức, mà tuy nhiên để mà có thể còn hồi phục lại trở lại thì còn một hành trình khó khăn lắm. Cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của ông. Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay ngày 5 tháng 11 đến ngày mai 6 tháng 11, các tỉnh miền Bắc thời tiết tạnh giáo, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều có nắng. Từ khoảng ngày 7 tháng 11, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn về, ảnh hưởng đến thời tiết của Bắc Bộ. Trời chuyển mưa và mưa rào ở nhiều nơi. Từ đêm ngày 7, trời trở rét, vùng núi nhiều nơi có rét đậm, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Đây sẽ là đợt rét diện rộng và rét sâu nhất từ đầu năm cho tới giờ. Chủ yếu thời tiết sẽ ở trạng thái rét khô, trời nắng về ban ngày và rét sâu về ban đêm. Bà con tại vùng núi cao cần chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc bằng cách như sau. Cung cấp đủ thức ăn thô xanh cho trâu bò với định mức bằng 10% trọng lượng cơ thể. Đặc biệt chú ý rằng những ngày rét đậm rét hại tăng từ 5 cho đến 10% khẩu phần ăn so với những ngày bình thường để vật nuôi đủ năng lượng chống rét. Đối với những ngày rét đậm, cần cho trâu bò uống nước ấm, bổ sung thêm muối ăn với lượng là 15 g trên 10 lít nước, bổ sung thêm vitamin, điện giải, đường gluco, men tiêu hóa vào nước uống. Chủ động giữ trữ thức ăn cho trâu bò bằng hình thức ủ chua thức ăn xanh. Và kết thúc bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.